Tính đến hết tháng 9 năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng 69% dự toán Trung ương giao và 65% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong 3 tháng cuối năm 2021, tiến độ thu ngân sách sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và linh hoạt các giải pháp khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi đà tăng trưởng của thành phố. Theo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, thu ngân sách trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 do nền kinh tế thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Với Đà Nẵng, dịch vụ chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố, nhưng khu vực này gần như đóng băng trong tháng 8 và tháng 9, làm giảm mạnh số thu phát sinh thuế. Theo đó, số thu nội địa tại Đà Nẵng liên tục giảm từ tháng 5 đến nay. So với cùng kỳ năm 2020, số thu nội địa phát sinh trong tháng 8 giảm 55%, tháng 9 tiếp tục giảm sâu hơn 75%. Để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách theo dự toán, ngành thuế đã chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình cũng như cố gắng tạo lập các nguồn thu mới có tính bền vững. Trong lĩnh vực thuế, thì chúng tôi tiếp tục triển khai các cái giải pháp như là giãn thuế, giảm thuế và đặc biệt là cái nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, trong đó có cái giải pháp về giảm thuế cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của ngành thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các cái giải pháp trong công tác quản lý thuế, theo dõi sát sao cái tình hình diễn biến, tình hình sức khỏe, tình hình phục hồi kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là tình hình kê khai để đôn đốc người nộp thuế nộp kịp thời cái số thuế phát sinh phải nộp theo kê khai. Không chịu áp lực dự toán như ngành thuế, số thu thuế xuất nhập khẩu do ngành hải quan thành phố thực hiện đã vượt dự toán Trung ương giao từ cuối tháng 9 năm 2021, tức là trước một quý. Theo cơ quan hải quan, nguyên nhân hoàn thành dự toán sớm là do một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu và số thuế tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Số thu một số khoản thuế vượt xa dự toán như thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô nguyên chiếc, rượu bia, hóa chất, sản phẩm hóa chất. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu hàng hóa là điểm sáng kinh tế của Đà Nẵng trong 9 tháng qua, khi kim ngạch xuất khẩu tại thành phố tăng trưởng gần 15% so với cùng kỳ năm 2020. Hải quan Đà Nẵng đặt ra mục tiêu từ nay đến cuối năm, thu tăng thêm đạt trên 600 tỷ đồng, vượt dự toán 11% thay vì 5% đặt ra từ đầu năm. Cơ sở để mà hải quan đặt ra cái mục tiêu thu từ đến cuối năm, thứ nhất là dựa trên cái cơ sở là dự toán từ đầu năm. Thì hải quan cũng đã dự kiến rằng thu ngân sách từ đây đến cuối năm đạt được khoảng 4.400 đến 4.500 tỷ đồng. Cái thứ hai là tốc độ bình quân thu của 9 tháng đầu năm. Thì tôi dự đoán rằng là từ đây thì sẽ đạt được cái mục tiêu như vậy. Và thứ ba nữa là dựa trên cái dấu hiệu tích cực của cái sự phục hồi kinh tế phát triển của thành phố. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, các địa phương phải bám sát tình hình kiểm soát dịch bệnh và linh hoạt các giải pháp khôi phục kinh tế để xây dựng dự toán thu ngân sách tích cực, khả thi trên tinh thần phấn đấu nỗ lực cao nhất, đúng các chính sách, chế độ hiện hành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang chịu tổn thương nặng nề của COVID-19, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 Trung ương giao cho Đà Nẵng chỉ dừng lại số thu tương đương số thu thực tế năm 2021. Tuy nhiên, thu từ thuế và phí giao tăng từ 6 cho đến 6,5%. Sau khi đã trừ đi các yếu tố tăng giảm và dịch chuyển nguồn thu, do thay đổi chính sách pháp luật về thu, gia hạn thời gian nộp thuế, giảm phí lệ phí và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.